Mở đầu thông tin ngày hôm nay sẽ là tin tức liên quan đến tình hình thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, co ro trong cái giá rét suốt mấy ngày qua, người dân miền Bắc đang rất mong chờ những ngày nắng ấm áp sắp tới. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì đêm nay ngày 22 tháng 2, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 tới 11 độ C. Vùng núi chỉ trong khoảng là 3 đến 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi còn dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay không mưa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 tới 11 độ. Do không khí lạnh lại được tăng cường nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời ít mưa, ngày có nắng, trời rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 24 tháng 2. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 18 giờ ngày hôm nay, đợt rét đậm rét hại đã làm cho 1.010 con gia súc bị chết rét.